À, Bình chào cả nhà. Thì sau 1 2 ngày Bình có đăng video lên đó, thì cô chú anh chị cũng có góp ý kiến cho Bình. Thì Bình này cũng suy nghĩ là Bình không có khả năng để giống như là dựng cây sắt thêm cái bên hông nhà cho cô Bà Đen. Thì bây giờ cô chú anh chị cũng góp ý kiến, một là cây sắt, còn mà để cây tràm và cây tre á, thì không có được á, tại vì nó mất cái thẩm mỹ nhà của cô Bà Đen, thì nó sẽ không có đẹp hơn cái nhà. Thì mình sẽ suy nghĩ là coi như mình có khả năng để mua sắt không. Thì nếu mà cô chú anh chị cũng đã có ý kiến nhiều như vậy thì mình chắc có lẽ là mình sẽ mua 2 4 cây vuông, là 4 cây sắt đó, hộp 30 30 60 đó. Thì mình dựng thêm một bên một cây nữa, thì hai bên một bên 2 cây, thì là 4 cây nữa ha cả nhà. Chứ cô chú anh chị cũng đã có ý kiến cho mình rồi, thì mình bỏ ra hơn 1 triệu nữa thôi ha cả nhà. Chứ biết sao giờ, tại vì mình cũng thấy nó cũng hiêu, thì đặc biệt chứ cái nhà của cô Bà Đen bữa nay á thì cũng đã lót gạch rồi ha cả nhà. Thì giờ này chú thợ cũng đã nghỉ rồi, thì ở trước thì chưa có lót ha, ở sau này thì trong mấy phòng khách và phòng phòng của cô Bà Đen thì cũng đã lót xong rồi ha cả nhà. Đây đó, thì mình sẽ dựng thêm mỗi một bên vậy là 1 cây nữa ha. Tại vì nghe người chị của cô Bà Đen nói là ở đây á, nếu mà mùa mưa á, thì nó gió rất là lớn, thì cho nên là mình phải dựng thêm một bên 1 cây ở đây nữa cho nó chắc chắn hơn ha cả nhà. Còn về phía màu sắc á, giống như màu B nè, rồi đường chỉ thì màu trắng, màu B thì màu xanh biển nha. Còn màu gạch thì cô Bà Đen cũng lựa gạch màu xanh ngọc, và B thì B cũng là màu xanh biển, thì cô Bà Đen đều lựa hết đó cả nhà. Tại vì chú thợ cho mẫu ra cho cô Bà Đen lựa ha cả nhà. Thì phía bên đây nữa nè, mình sẽ gắn thêm bên đây 1 cây nữa. Chứ mình cô thấy cũng vậy thôi. Mình để cây tràm hoặc là cây tre này kia thấy nó mất cái thẩm mỹ thôi. Bây giờ mình để cây sắt hộp 30 60 luôn cho nó đẹp luôn ha cả nhà. Đã là tốn rồi, mình tốn thêm một phần nữa đi. Thì còn phía bên đây á, thì nhà bếp á cả nhà, bếp của cô Bà Đen, tại vì mình không có khả năng. Nếu mình có khả năng thì mình sẽ làm thêm cái nhà sau cho cô Bà Đen á, là khoảng 3 mét nữa. Nối ra 3 mét nữa, lọt lòng cái phần toilet luôn, cho cô Bà Đen nấu ăn này kia chỗ chỗ đó đó cả nhà, nấu ăn này kia trong đó luôn. Còn đây là phòng của cô Bà Đen, thì mình cũng có nhu cầu chú thợ là gắn thêm một cái cửa sổ ngay ở chỗ này luôn nè, gắn thêm một cái cửa sổ ngay chỗ trong phòng của cô Bà Đen để cho cô Bà Đen có gió mát này kia, ánh sáng vô cho nó thoáng mát hơn ha. Thì nhà bây giờ thì cô Bà Đen thì cũng gần hoàn thiện rồi. Còn cái phòng á thì mình cũng nghe chú thợ nói là dài thì 2,2 m, ngang thì 2,6 m á cả nhà. Đây thì lên cây rồi mình cũng thấy rất là cứng rồi, nếu mà mềm là mình cũng sẽ nhu cầu làm thêm cây cột nữa. Này là thấy rất là cứng rồi ha cả nhà. Đây là trong cái phòng của cô Bà Đen ha, cũng lên sườn rồi. Bữa hổm á, mình có nói với cô chú anh chị đó, nói là tại sao người ta để cái sắt này lên làm cái gì. Cái sắt này á, sắt gâu nè, mấy cái sắt này là mấy cái sắt gâu, thì để làm gì? Để hàng chấm vô cái sắt này nè cho nó dính rồi cho nó cứng luôn ha. Mấy chú thợ đây làm cũng kỹ nè. Hàng xong thì lấy sơn chống xét á, xịt vô nè, sắt thì bẻ vô đây cho nó sát này, nó cứng ngắc này ha cả nhà, cũng được ha. Và đặc biệt nhất là chỗ cái góc nè, mình cũng thấy rất là ok luôn. Cái góc bên đây á, thì chú thợ cũng hàng cũng rất là kỹ ha, tại cái đường hình vuông này rất là đẹp nè, hình vuông ha rất là đẹp nè. Phía bên đây nữa nè ha cả nhà, đây đây nữa nè, đây mình cảm thấy rất là ok đây ha cả nhà. Thế sau này thì chắc có lẽ là mình sẽ, bên đây thì nó hơi cứng rồi, nhưng mà mình cũng phải gắn thêm 1 cây nữa cho nó chắc chắn hơn ha cả nhà. Còn về phần sau, nhà sau toilet á, toilet thì cũng dán gạch này kia xong rồi. Đây toilet thì dán gạch này kia xong rồi, đẹp dán rồi. Còn phía bên đây chưa dán thì đất bên đây này chưa có vô ha. Nếu được điều ước
thì mình sẽ ước thêm có một phần nào đó cũng giống là kinh phí hay gì đó để cho cô ở đen thêm cắt thêm những nhà sau là 3 mét thôi, là hai cây cột và mấy cây sắt và mấy miếng tôn, rồi tráng xi măng ở nhà sau này nè, để cho cô ở đen đi ra đi vô nó sạch sẽ hơn. Còn để bếp ở đây á, đôi khi thì nó thấy hơi chật chội xíu, hơi chật một xíu, nhưng mà mình không có khả năng thì mình bắt buộc mình phải làm ở đây rồi cô chú anh chị, tại vì khả năng của mình thì chỉ có nhiêu đó thôi, thì nó đã cạn kiệt rồi cái số tiền cắt nhà của khu quả đen đó cả nhà, là mình dành dụm cũng cất chỉ là cái căn nhà tiền chế thôi, nhưng mà bên cạnh đó mình cũng chưa có lắp đặt được, thì cũng nhờ thông qua kênh của anh Hoàng Trung TV, những nhà anh Hoàng Trung TV đến đây để chia sẻ thì cũng được mạnh thường quân của anh Hoàng Trung TV đó giúp về phần toilet và lót gạch với trị giá là 18 triệu ha cả nhà. Phần toilet và lót gạch trị giá là 18 triệu. Thì mình cũng rất là chân thành cảm ơn đến mạnh thường quân của anh Hoàng Trung TV. Nếu mà không có anh Hoàng Trung TV xuống đây chia sẻ thì cô bà đen chỉ có khả năng là chán nền xi măng. Và cũng không có toilet luôn. Thì ngày mai chú thợ nói là đi đường chơi điện và đường ống nước ha cả nhà. Nhà cô bà đen thì làm rồi đó, là mình thấy cũng rất là phối hợp màu cũng rất là đẹp ha cả nhà, đẹp xanh ngọc, màu thì màu bê thì màu xanh nước biển ha cả nhà, mình thấy rất là đẹp rồi. Bây giờ mình mời cả nhà cùng tiến vào trong nhà ngoài cùng với mình ha. Đây là phần trước nhà nè, nếu mà có khả năng thêm nữa thì mình sẽ chán cho cô bà đen 2 mét ra ngoài đó, từ sân đó, từ hàng ba ra ngoài đó là 2 mét. Thì hồi nãy là mình có hỏi chú thợ là chú thợ nó là 4 bao xi măng với đá nửa khối và cát một khối đó, thì hơn 1 triệu thôi, nhưng mà dịch tới đó tính ha. Còn bây giờ phần này thì chưa có lót ha cả nhà, chưa có lót phần ở trước nè. Còn ở đây là phía bên hông nhà của cô quả đen nè. Bên hông nhà của cô bà đen thì nói chung rất là sạch sẽ, tại vì đất của cô bà đen tới hàng rào, tại anh rể cho cô nhà cho đất cô bà đen đó là ngang là 6 mét mà bỏ chỗ hàng rào này hơn 1 mét nè, rất là bên bển, rồi xong ấy cho chiều dài đó là 13 mét đó. 13 mét thì cũng thấy rất là gọn gàng và rất là dài rồi, phù hợp với căn nhà lắm cả nhà. Nhà này thì mình cảm thấy cũng rất là cứng cáp ha. Thì bây giờ mình mời ở nhà qua bên hông bên đây luôn đó. Bên hông bên đây thì cũng làm rồi, thì cũng rất là thấy rất là sạch sẽ rồi, rất là gọn rồi ha cả nhà. Còn nhiều phần tôn bên đây á, là một á, là lột toilet nè, hai á, là đóng vách nè, nó tôn bên đây nè ha cả nhà. Còn nhiều phía bên đây á, thì chỗ làm xi măng này á, thì đổ đan để gác lên bếp á cả nhà. Đây là đổ đan gác lên bếp ha. Đó là xung quanh căn nhà của cô bà đen ha. Thì mình cũng rất mong là cô chú anh chị góp ý kiến, thì khi mình có khả năng thì mình sẽ làm, mà mình không có khả năng thì cũng rất mong là cô chú anh chị thông cảm. Thì bây giờ cô chú anh chị cũng đã góp ý kiến cho mình là không có nên là dựng cây cột tre và cây cột tràm. Nhu cầu mình là mua cây sắt, thì cây sắt 4 cây thì mình cũng không biết là giá bao nhiêu, nhưng mà chắc có lẽ là khoảng tầm 1 triệu. Thì có, với khả năng đó thì chắc có lẽ là mình làm được. Thì mình sẽ mua 4 cây 3 hộp 30, 60, 1 ly 2 hay là 1 ly 4 gì đó, tùy theo túi tiền của mình. Rồi mình sẽ bắt cho cô bà đen cho cứng cáp hơn. Khi mà mùa mưa đã đến thì gió lớn nữa. Ở đây là ngoài cánh đồng đó cả nhà. Thì nghe người chị nói thôi, thì mình nghe vậy thôi, mình cũng sẽ mua cho cô bà đen ha. Thì video này đăng tải lên thì cũng rất mong là cô chú anh chị góp ý kiến cho mình nhiều hơn, và cũng bình luận cho mình hay là theo dõi chia sẻ cho mình, để mình có những động lực cũng giống là giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn khác. Cảm ơn cô chú anh chị đã luôn tin tưởng mình và luôn theo dõi mình ha. Mình chúc cô chú anh chị buổi chiều xem video thật vui vẻ ha. Mình xin chào tạm biệt, bye bye cả nhà ha.